Đứng dậy lên xem nào. Đấy, có gì đâu. Vớ vẩn, bây giờ lại thích ngồi bô à? Chắc buồn cười quá. Trong con buồn cười quá. Em ơi, buồn cười quá, buồn cười quá, buồn cười quá. Ủa, đây này, mũi đốt ở đây này. Cái mặt cô vênh lên đấy. Cười đi. Mẹ ngửi đít á, ngửi đít kìa. Ra đi rồi. Ngửi đít, ngửi đít, ngửi đít. Ngửi đít, ngửi đít. Bà chú bay không ăn nhá. Đây tổ chức quốc tế được thành lập với mục đích ban đầu là để thực hiện chiến tranh giữa các quốc gia, và nó được thành lập năm 1945. Bạn hãy ngồi trên ghế. Vâng, bạn hãy ngồi trên ghế. Như vậy là bạn đã có một chút lần lượt rất tiếc. Lẽ ra chúng ta chắc chắn sự trợ giúp thì sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng vì bạn quá tự tin với câu trả lời của mình, với suy đoán của mình. Đấy, hết cái này thì có. Long Vương Trung Tâm Hà Nội đã trả lời sai ở câu số 6, và bạn sẽ ra về với thưởng chương trình trị giá 1 triệu đồng.